quá trình chế biến thì mỗi cơ sở thì có một cái cách chế biến khác nhau. Khi mà đã bắt đầu đánh vẩy con cá rửa sạch đi, bắt đầu đặt dao vào mổ con cá là chúng tôi không bao giờ cho tiếp xúc cá tiếp xúc với nước lạnh nữa. Thế nhiều cơ sở thì cho rằng là khi mổ con cá là thấy cái máu của con cá chảy ra thì cho rằng là nhìn nó không bắt mắt. Thế nhưng thì đem rửa sạch đi, lấy nước lã rửa sạch. Thế nhưng đấy chính cái đấy là làm mất cái hương vị và cái độ ngọt của con cá. Nhưng trong quá trình mà đun suốt 12 tiếng đồng hồ đấy để cho cá nhừ xương thì cái điều quan trọng nhất là cái làm sao mà giữ được đều nhiệt độ. Lúc nào nồi cá cũng phải sôi, nhưng bếp thì lại không được bùng ngọn lửa. Nếu như bùng ngọn lửa là cá nó sẽ xém và cháy cá, nên là sẽ làm mất cái hương vị của cá kho cổ truyền làng Vũ Đại. Cơ sở cá kho và huyền của làng Vũ Đại là một trong cơ sở có truyền thống sản xuất từ lâu năm. Vì vậy là một trong những cơ sở mà tôi đáng tin cậy. Chất lượng cá nhìn chung là sản xuất theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Ăn rất là ngon, hương vị đậm đà và được khách hàng ưa chuộng.